Còn mình xin kính chào tất cả quý vị và các bạn cùng đam mê âm thanh trên khắp mọi miền Tổ quốc. Và hôm nay của mình sẽ làm clip này giới thiệu cho anh em một cái dòng dây loa của bãi Nhật, nối tiếp những cái sự gì của mình đã giới thiệu cho anh em những cái bản dây loa trước đây, bản 20 lõi, 30 lõi rồi 36 lõi. Và hôm nay tiếp tục làm clip này để giới thiệu cho anh em một cái bản nữa, bản cao cấp hơn nữa, bản này là 50 lõi dẫn. Đấy, màu này là một cái màu ghi anh em nhé, màu này gọi là màu ghi đi. Đó. Và dòng này thì nó sẽ không có cái cuộn lớn như kia, nó sẽ về từng bộ từng đoạn như này, những đoạn 5m, 6m, 7m, 8m, 9m, 10m đó, chứ không có những cái cuộn lớn nước đó. Anh em có thể yêu cầu chúng tôi là theo mét dài, tôi có thể gửi cho anh em hoặc là thi công cho anh em những cái bộ hoàn chỉnh, ví dụ bộ 2,5m, bộ 3m hoặc bộ 2m, mét rưỡi đều có anh em nhé. Đó. Và cái cốt dây đây anh em, cốt dây của Hitachi Nhật Bai để anh em cùng tham khảo đây, cái này đấy, thông số trên dây AVKM E41447 HCV Style 2464 80C VVK 1 VVK 1550 Hitachi FLF đấy, thông số trên dây đấy. Bản này thì cũng khá là mềm anh em nhé, 50 lõi nhưng rất là mềm đấy, 50 lõi dẫn đó. Và sẽ cất lõi phía trong cho anh em ra, anh em tham khảo cái cốt dây phía trong anh em nhé, cái lõi phía trong này để anh em cùng tham khảo cái cốt dây đó. Ở đây thì cũng anh em nào có nhu cầu về tự tay DIY, anh em cũng theo dõi để về cũng có thể tự tay mình chia hết được nha anh em nhé. Đấy, anh em sẽ dùng dao khứa một đường, đó, khứa một đường thôi. Cái lớp cao su ở ngoài bằng vật liệu rất là đặc biệt anh em nhé. Đó. Đấy. Ok, tiếp cái lớp cao su ngoài khá là mềm, chắc chắn. Và sau lớp cao su vật liệu đặc biệt này được bọc bằng một cái lớp chống nhiễu, lớp rất sắc chống nhiễu mạ bạc cực kỳ sáng anh em ạ. Chỉ những dòng dây loa cao cấp thì mới được bọc những dòng lớp sắc sáng như này anh em nhé. Đó, cực kỳ sáng luôn. Đấy. Và sau cái lớp chống nhiễu này, sau lớp chống nhiễu là đến một lớp giấy chống ẩm. Đó, một lớp giấy chống ẩm này. Những dòng dây Hitachi Nhật, những dây chất lượng cao luôn luôn có chống nhiễu và chống ẩm này anh em nhé. Đó, và trong này ở giữa này nó có những cái sợi dù này là chống đứt cho dây, chống đứt. Đó. Và đây là trong đây là 25 cặp lõi, một hai lõi một này, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 25 lõi. Đấy, là 50 lõi anh em nhé. Bộ này là bộ 50 lõi. Đấy. Với những lõi sợi ở này, lõi đồng mạ bạc đó, tôi sẽ tước ra lõi ra cho anh em cùng tham khảo. Ba lõi một này anh em này, ba mỗi bó này là ba lõi một. Đấy, anh em về anh em cũng có thể tự, và trên này nó chia theo màu anh em nhá, nó chia theo màu rồi. Đấy, về chia rất dễ thôi. Đấy, anh em có thể chọn theo gam màu và trong đây nó sẽ có những cái bó hai lõi, hầu như là tất cả là ba lõi, chia rất là dễ. Bó hai lõi anh em sẽ chia đôi ra. Đấy. Tôi sẽ chia một số bó ra cho anh em cùng cái tham khảo cái cốt dây của dòng dây Hitachi Nhật bãi này. Đấy, một trong những dòng dây rất là xịn, dòng này thì đánh những giải cao rất là tốt. Đấy. Bát sẽ rất là lực sâu mà cái chung ngọt ngào, chép thì lại cực sáng và những cả chi tiết đó, cực kỳ là chi tuốt luôn. Đấy, dây là nhiều lõi này anh em nhé. Đó, tiếc ra một cái số lõi này ra để cho anh em cùng tham khảo. Cái lõi đồng mạ bạc rất sáng này anh em nhìn thấy, cực kỳ sáng luôn. Đấy, tươi mềm và cái lõi cực kỳ sáng luôn. Đó, lõi đồng mạ. Anh em về anh em có thể chia hoặc yêu cầu chúng tôi, anh em về tự thi công hoặc yêu cầu chúng tôi thi công cho anh em. Và khi thi công cho anh em tôi sẽ xoắn vào này và chia cái này đó, xoắn dây vào này cho anh em nhá. Lõi cũng khá là lớn, đồng mạ bạc cực sáng, trong giải chi tiết sẽ đó. Những dòng như này thì để cho anh em với giá là 180.000 trên 1 mét dài anh em nhá. 180.000 trên 1 mét, ví dụ như là bộ 2,5m tổng là 5m chỉ có 900.000. Đó. Anh em yêu cầu thì tôi sẽ thi công thành bộ hoàn thiện như này cho anh em, bọc co nhiệt này cho anh em, đó, hoàn thiện như này, bọc co nhiệt. Đấy. Đây là bộ này gửi cho bác khách đây, ở Hải Phòng này, 2,5m mỗi vế, 5m 900.000 đồng chẵn, bọc co nhiệt hoàn thiện đầy đủ này cho anh em, đó. Dây bản 50 lõi của Hitachi Nhật Bai anh em nha.
Đó. Và ngoài ra anh em mà nếu cần thì có thể là yêu cầu lắp đầu rắc. Đầu rắc thì chúng tôi có nhiều đầu rắc, ví dụ đầu này là đầu bắp chuối carbon, đầu cao cấp 80.000 trên một đầu, bộ 8 chiếc là 640.000, hoặc là những cái đầu mỏ chim càng cua bằng đồng thì giá thành sẽ nó sẽ rẻ hơn. Này thì bằng đồng này, những chiếc bắp chuối đồng này, bắp chuối bãi xịn này 25.000 một chiếc, một bộ 8 chiếc. Đấy, bộ 8 chiếc này chỉ có 200.000 thôi. Còn càng cua đây. Đấy, càng cua gốc hoặc mỏ chim. Đấy, mỏ chim cứng này 25.000 một chiếc anh em nhá. Đó. Và đây, như những bộ này. Đấy, bộ này gửi cho anh em có yêu cầu tôi bọc sắc rắn thì tôi sẽ bọc thêm một lớp da rắn ở ngoài này để bảo vệ cái cốt dây phía trong và tăng thẩm mỹ cho dây rất nhiều anh em nhá. Nếu anh em mà có nhu cầu thì có thể yêu cầu thôi. Đó. Chỉ 180.000 trên 1 mét đó. Và anh em cần theo mét dài nào có thể yêu cầu cho tôi thi công cho anh em đó. Và mọi thông tin anh em có thể liên hệ trực tiếp với con mình LVO theo số điện thoại 0944 37321, tôi dùng Zalo số đó. Và anh em nào ở Hà Nội, Sài Gòn cũng có thể qua trực tiếp các cửa hàng của chúng tôi, Hà Nội và Đống Đa, Hoàng Mai, Long Biên và một cơ sở trong Sài Gòn trong quận 7 đó. Xin cảm ơn anh em rất nhiều. Anh em nào mà yêu thích video thì đừng quên đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của chúng tôi. Một lần nữa xin cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video clip kế tiếp.